Ok anh em, nhận định nhanh thị trường chứng khoán ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024. Rồi rất kinh, thị trường đang rơi khoảng 21 điểm, mình đang quay khoảng 11 giờ. Thanh khoản thị trường đang ở ngưỡng 4.800 tỷ, giảm 21 điểm 1,74%. Thanh khoản thị trường ngưỡng thấp nhé, 4.800 tỷ là ngưỡng thấp, thanh khoản còn đang thấp hơn so với ngày hôm trước. Chứng tỏ là cung thì đang túa ra do sợ hãi, còn cầu thì vẫn quyết tâm không vào. Nước ngoài hiện tại đang bán ròng khoảng 359 tỷ, tự doanh hôm trước thì mua ròng hơn 300 tỷ. Thanh khoản ở ngưỡng tương đối thấp, thậm chí là thấp hơn so với ngày hôm trước. Cả thị trường hiện tại đang đỏ lừ luôn. Theo cái thế giới mà hôm trước đúng không? Chúng ta thấy Nhật cũng đang giảm 6%, Hàn cũng giảm 6%, 6% index là nhiều lắm anh em. Như vậy là chúng ta có thể thấy là chúng ta bắt buộc phải chờ cái tín hiệu tạo đáy. Nếu không thì chúng ta thực sự là rất là khó. Bắt buộc phải chờ tín hiệu tạo đáy. Tín hiệu tạo đáy ở đây mình đã nói với anh em có hai cái tín hiệu rất là quan trọng. Một, chúng ta có phải có một cái phiên tap out. Phiên tap out ở đây nó là một phiên phục hồi rất mạnh. Chưa chắc là mạnh về mặt điểm số đâu. Chưa chắc là mạnh về mặt thanh khoản đâu, nhưng cổ phiếu trong các nhóm ngành của Trần Tín, ví dụ ngành nào nó phải có một hai con trần. Thì đấy là một phiên tap out mình đánh giá nó rất là giá trị, nó có thể là một cái tín hiệu tạo đáy đầu tiên cho một cái xu hướng của thị trường để muốn quay trở lại. Cái thứ hai, bắt buộc nó phải có phiên bùng nổ theo đà. Nếu mà có phiên bùng nổ theo đà và đi kèm với nhóm ngành dẫn dắt và sự lan tỏa dòng tiền tới nhóm ngành dẫn dắt thì chắc chắn thị trường của chúng ta sẽ có một trend mới. Bắt buộc ai đánh trending phải chờ cơ hội đấy nhá. Còn ai mà đánh trung hạn dài hạn thì mình đã nhắc anh em rồi, ở những cái mốc chiết khấu của thị trường, ví dụ thị trường những cái cổ đầu cơ thì thông thường nó chiết khấu khoảng 30 đến 40%, những cổ đầu cơ mà nhỏ. Còn những cái cổ mà cơ bản thì nó chiết khấu khoảng 15 20%. Đấy là những cái cơ hội để anh em có thể giải ngân dần. Đi dần đi dần đi dần 5-10% tỷ trọng, nó cứ giảm 3-5% lại đi dần một tí thì ok. Nhưng tất nhiên chung và dài hạn bắt buộc anh em phải chọn những cổ phiếu có kỳ vọng, có cơ bản và có sự tăng trưởng trong quý tới, nếu không anh em sẽ rất dễ là chết đấy. Chứ không phải là những cái cổ đầu cơ mà thấy giá rẻ là anh em bắt đầu anh em mua vào thì nó lại không ăn thua. Chủ đạo phải là những cái cổ mà cơ bản tốt, có kỳ vọng, có tăng trưởng. Ví dụ cuối năm anh em bảo là bán lẻ là ngon này, cuối năm anh em bảo xuất khẩu là ok này, thì đấy anh em phải chọn những con đầu ngành đó. Và anh em bắt đầu anh em phải ra soát và bắt đầu đặt những cái điểm mua chung và dài hạn. Còn trending thì đoạn này chắc chắn là phải ở ngoài, chắc chắn là phải ở ngoài. Chúng ta chưa kể chúng ta có những cái dữ kiện từ thế giới, từ liên thị trường rất là xấu, rất là xấu. Ở liên thị trường thực sự là thứ sáu bán tháo rất là kinh luôn, anh em phải biết bán tháo không phải là bán tháo thị trường Mỹ đâu, bán tháo trên mọi mặt trận, kể cả châu Á anh em vừa nhìn thấy nát tươm luôn. Thì chắc chắn là cầu nó sẽ yếu, và cầu yếu thì mà anh em biết rồi đấy, cung thì bắt đầu cung thì nó cũng không nhiều, nhưng mà nếu mà cầu mà yếu thôi là cung nó sẽ đẩy lên át, tại vì nó sẽ sợ. Hiện tại là nỗi sợ đang nhiều hơn sự tham lam, nỗi sợ đang nhiều hơn sự tham lam, vì thế nó có thể là đẩy cái giá của cổ phiếu xuống rất là sâu, và thậm chí nó sẽ ép đến call margin. Tất nhiên call margin đoạn này thì nó không có nhiều, không có nhiều, tại vì chính những tài khoản khách hàng của những người mình quản lý nó không có nhiều tài khoản call margin, nên là mình cũng có hỏi anh em rồi, call margin rất là ít, rất là ít, chứng tỏ là nhà đầu tư đoạn này người ta cũng không đánh nhiều, không đánh nhiều. Nhưng mà anh em sẽ bị chết, thường chết ở cái đó là anh em chết ở trong những cái bẫy bull trap ấy. Tức là chưa đến đáy mà ông đã bắt, chưa có đủ tín hiệu tạo đáy mà ông đã bắt, mà công bắt còn bắt ôn thôi, bắt full thôi, nên là công chết. Ví dụ công bắt đáy thì thông thường công 1 tỷ, công chỉ bắt 50 triệu 100 triệu thôi, vui thôi, giao lưu thôi, nhưng ông toàn bắt 500 700 triệu. Đến lúc nó bull trap ngược trở lại, cái lúc nó rơi phát cuối ấy, nó rất là đau, và thông thường cắt lỗ xong phát là đáy luôn, cắt lỗ xong phát là đáy, nó đáy nhưng không dám mua, vì vừa cắt lỗ xong làm sao tâm lý làm sao dám mua lại được, tao vừa cắt xong tại làm sao tao dám mua, tâm lý nó là như thế. Vậy thì khi mà như thế thì anh em rất là khó, tại vì cụt tay rồi thì không dám bắt, đến lúc đáy thật là chịu không bắt được. Vậy thì câu chuyện ở đây anh em phải chờ đủ tín hiệu, cứ đủ tín hiệu đấy đi, nó sẽ có sóng cho anh em khoảng 2 đến 3 tháng, anh em không cần phải vội vàng làm gì trong câu chuyện đánh trending đâu. Đấy, trong câu chuyện đánh trending đâu, quan điểm của mình thì nó sẽ ổn định vào khoảng sau đáo tháng 8, tức là khoảng sau 15 đến 18 tháng 8. Hy vọng là sau khoảng 1-2 tuần nữa thì thị trường sẽ có đáy. Nếu tốc độ mà giảm nhanh, giảm mạnh, đặc biệt về mặt điểm số. Đợt trước mình có nói với anh em khi mà banh nó kéo trụ và nó xả mít ý, thì bây giờ banh nó đang giảm bù trở lại. Chúng ta có đặt câu hỏi đó là banh liệu có giảm bù hay không ở những cái bản tin trước ý, thì nó đang giảm bù trở lại, và điều này là điều rất tốt. Và anh em sẽ thấy những cái con mid cap mà khi mà nó giảm quá sâu ấy, nó sẽ có nhu cầu nó giảm nữa. Nó bị chai, nó bị chai và nó bắt đầu nó biến động trong một vùng. Có thể hôm trước anh em thấy nó hồi được 7%, hôm sau nó giảm 3%, nhưng tóm lại nó vẫn là quanh quanh một cái vùng đó và nó không có nhu cầu giảm thêm, nó bị chai sạn. Thì đủ mức chiết khấu rồi thì có thể chỉ số nó sẽ giảm bù lại, là nó sẽ cân lại toàn bộ index. Và
và toàn bộ chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi chung của toàn bộ thị trường trong thời gian tới. Và anh em hy vọng là anh em có thể bắt được một nhịp hồi đó. Và sau khi nhịp hồi đó xong thì chúng ta bắt đầu mới xuất hiện trên bùng nổ theo đà, xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt. Ok, đấy là những cái view long term trong thời gian tới để anh em có thể hình dung. Và tạm thời chúng ta phải chờ đợi thêm, anh em nên chờ đợi thêm. Còn vào sớm thì mình nghĩ rằng chỉ những anh em chung dài hạn vào những lúc hoảng loạn thôi. Những cái lúc hoảng loạn người ta bán tháo bán thổ khủng ra thì người ta mua thôi. Chứ còn anh em đánh trending thì anh em mua cao bán cao thì anh em không phải vào sớm làm gì cả. Chúng ta mua cao bán cao, chúng ta không phải mua rẻ bán chen như kiểu là đánh chung vào dài hạn, là mua rẻ xong rồi đến trên đà trending là lại bán ra. Chúng ta không phải là những người như vậy, chúng ta là những người đánh trending. Vì thế anh em phải làm rõ hai câu chuyện đó thì anh em đầu tư nó sẽ hiệu quả hơn. Ok nha, chi tiết như nào thì mình sẽ nhắn ở trong nhóm khách hàng. Anh em mà muốn đăng ký thì cả nhà nhắn trên Zalo, ở trên link bio TikTok. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn anh em buổi live tối nay trên YouTube và TikTok anh Lưu Việt. Bye bye.